Bộ giáp của ta rất là lợi hại nhá, có khả năng nhảy cao đấy. Ý, bắt ta đi này. Đâu anh bắt được em, không bắt được làm chó. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Mình là BQ Thành, siêu vô địch lợi hại, võ công cao cường và rất là phi thường. Đấy, để chứng tỏ cho các bạn thấy là mình võ công cao cường, sau đây mình xin thể hiện màn võ thuật của mình. Hỏi xe. Đợi từ từ, đâu? Lỗi kỹ thuật. Xe của ai xe của bà xe ta hu. Ai xe cha hỏa xe. Và đây là chiêu tung hỏa mù pu. Tung mù đối phương và chém đối phương một phát. Đấy, các bạn thấy mình múa võ mà dẻo như kiểu nhảy múa không? Đấy, quá là dẻo luôn. Và cái môn võ của mình thì mình đặt tên cho nó đó là môn võ lung tung trưởng các bạn ạ. Tức là mình đánh lung tung, đối thủ cũng không biết đánh với mình như kiểu nào nữa luôn. Thế là đối thủ phải thua mình. Đấy, các bạn thấy không? Bọn quái vật nào đến đây thì mình cũng tiêu diệt được hết, chả sợ con gì. Và các bạn ơi, thì tập trước mình nhờ các bạn bảo mình là cái mụ phù thủy là người đã thả quái vật ra cho mình. Và bảo mình là mụ phù thủy trốn ở cái đền thờ chỗ đoạn nhà ông trưởng làng, và mình đã phát hiện ra cái nơi mà tên phù thủy đó trốn các bạn ạ. Nên là hôm nay mình sẽ đi tiêu diệt cái tên phù thủy. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá, các bạn đã chỉ cho mình cái tên phù thủy này. Cái con mụ phù thủy này suốt ngày đến cho mình nữa các bạn, nó toàn thả quái vật ra làng của mình rất là nhiều, cái con quái vật đáng sợ luôn ấy. May là mình giỏi võ với cả vô địch lợi hại, không thì chắc là mình bị chết lâu rồi các bạn. Đây này. Đấy, nhờ các bạn mà mình biết được mụ phù thủy trốn ở dưới cái hang này các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình chưa vào đấy vội. Và các bạn còn bảo mình là trong hang còn có một người dân làng bị bắt cóc, nên bây giờ chúng ta phải vào cứu người dân làng trước. Đấy. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đó xem nhá. Đi khẽ khẽ thôi không bà ta biết đấy. Ui, có vết máu này các bạn. Ui, bà phù thủy đang ngủ kìa các bạn. Ui, còn có cả bộ xương người luôn. Đáng sợ vậy. Thôi từ từ chúng ta đi nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi, bà ta đang ngủ đây này các bạn này. Đúng là quả nhiên trong này có một người dân làng thật các bạn ạ. Ui rồi, bà phù thủy có quả mụn ở mũi to vãi trưởng luôn này. Bà ta có đang ngủ ngáy luôn các bạn ạ. Các bạn nghe gì không? Bà ta ngủ ngáy theo điệu nhạc luôn ạ. Cái gì mà gọi như là buồn cười quá. Thôi từ từ chúng ta đi khẽ khẽ thôi. Đi khẽ khẽ thôi để cứu người dân làng. Ôi trời ơi, ông dân làng ơi, ông bị mụ phù thủy bắt à? Trời, sao lại còn úp mặt vào tường? Tôi đến cứu ông đây. Ông dân làng. Trời ơi, à đây tôi cứu ông. Trời ơi, dân làng. Chúng ta sẽ đập phá cái rào sắt này đi. Đi khẽ khẽ thôi. Mụ phù thủy vẫn đang ngủ các bạn. Đấy, bây giờ chúng ta cứu người dân làng này. Ông dân làng ơi, ông này bị đói các bạn. Bây giờ mình cho ông quả táo vàng. Rồi. Anh cứu tôi với. Thả tôi ra đi, đừng ăn thịt tôi. Tôi là người dân làng hiền lành. Rồi, tôi biết ông hiền lành rồi. Bây giờ ông đi theo tôi thì ông mới sống sót được. Còn ông ở trong này là bị mù phù thủy giết chết đấy. Đi theo tôi như đây nào. Đi ra đây rồi. Đấy, người dân làng đi theo mình rồi. Trời ơi các bạn ơi, ông dân làng này bảo ông ấy 1 tỷ năm nay mới thấy mặt trời. Thế ông này 1 tỷ tuổi à? Thôi thôi ông dân làng, ông bớt xạo chó đi. Ê, ở trong làng không có ai xạo chó nên ra ngoài gặp được bạn tôi xạo chó một tí cho vui. Rồi, tôi đến lại ông. Rồi, đấy, bây giờ ông được tự do rồi đấy. Nhà ông ở đâu? Nhà tôi làm gì có nhà. Ở cái ngôi làng này nhà ai cũng là nhà tôi hết. Ủa? Thế ông là kẻ lang thang à? Mà nhà ai cũng là nhà ông, thế nhà tôi không phải nhà ông đâu nhá. Úi dồi, nhà bạn cũng là nhà mình ý mà. Mình ở đâu cũng được, bạn cho mình ở nhà bạn đi. Ôi trời, đây đây được. Đây nhà tôi đây, nhà tôi đây. Các bạn đừng nói với ông dân làng là bây giờ mình dẫn ông vào một cái nhà lạ nhá, không phải nhà mình đâu. Đấy, không vào ông vào nhà mình chắc ông phá mất cái ông này, ông như ông dở hơi ấy. Đây nhà ông đây này. Đấy, ôi, quách xà lách chưa? Ấy mỗi tội thủng một lỗ thôi không sao cả. Vào đây ở đi ông dân làng ơi. Alo. Alo. Rồi. Alo. Đây đi vào nhà ông này, đây là nhà ông này. Đấy, đi vào đây.
Ông dân làng ơi, ông dân làng ơi, tôi bảo ông đi vào trước cửa nhà mà sao ông đi đằng sau này? Ôi, mệt với ông dân làng này quá các bạn ạ. Thì được rồi. Ây da, ông không ở trong nhà gì. Thế ra tôi bảo có chỗ này ở vui cực này. Ra đây, ra đây, ra đây. Đấy, ông đứng đấy nha. Đấy, bây giờ ông sẽ được ở một nơi rất là vui cực này. Rơi xuống giếng đi. Cái ông dân làng. Đấy, vui chưa, vui chưa. Đấy, ở dưới đấy mà vui nhá. Có nhà ở là may lắm rồi, còn đòi ở vui. Đấy, đập cái thang này không cho lên các bạn. Đấy, ở đấy mà vui. Đấy, tập bơi nhá. Còn bây giờ, ủa, gì má. Vui chưa? Rồi, còn bây giờ mình phải đi tiêu diệt mụ phù thủy thôi các bạn ạ. Cứu được người dân làng rồi, bây giờ tiêu diệt mụ phù thủy trả thù. Mấy hôm nay cứ tròn mình à, quả này mình bắt được bà ta rồi các bạn ạ. Đi thôi các bạn ơi, mụ phù thủy quả này biết tay mình rồi. Dám tròn mình mấy hôm mà. Hôm nay các bạn đã chỉ cho ta biết ngươi trốn ở dưới này, quả này ngươi sẽ phải chết với ta. Bây giờ mình sẽ đổ lava xuống các bạn ơi. À, nào, mụ phù thủy à. Lava sẽ chảy vào mụ phù thủy các bạn ạ. Các bạn ơi, mụ phù thủy chết queo luôn rồi. A hi hi, đồ ngốc. Yeah, mụ phù thủy chết rồi các bạn ạ. Đấy, từ nay có mà hết chôn mình nhá. Dám chôn mình à? Dám mang quái vật đến làng của mình thả tính tiêu diệt mình à? Cảm ơn các bạn nhá. Nhờ các bạn mà mình đã tiêu diệt được mụ phù thủy. Các bạn không bảo thì mình cũng không biết là mụ ta trốn ở dưới đấy đâu. Hè hè, quả này vui rồi các bạn ạ. Bây giờ mình không lo ai chôn mình nữa rồi. Yeah. Mà bé nốt hôm nay xong thấy ra ta. À mà hôm qua thằng bé nốt đã bị thương mà nhỉ. Đấy. Ôi trời ơi, đang ở nhà dưỡng thương các bạn. Nốt ơi. Ngủ phê quá, đừng khu em dậy ra ngủ phê. Phê. Trời ơi, thằng này nó vừa ngái ngủ, nó vừa ngáy, nó vừa nói các bạn. Rồi, để mình cũng đến lại nó, thôi để cho nó nghỉ ngơi đi các bạn. Đấy, để nó hồi phục sức khỏe, để nó còn đi làm chứ. Suốt ngày nằm này mình phải chăm sóc mệt lắm. Suốt ngày phải mang cơm với cả đồ ăn sang cho nó ấy các bạn. TV nhà nó lại chiếu cái gì đây? Trời ơi. Con Creeper để đang định tính đến nổ người này, nhưng mà người này đấm một phát nằm vật ra luôn. Khổ thân vãi chưởng. Thôi mình đi về xíu đây các bạn. Ôi, cuối cùng đã tiêu diệt được mụ phù thủy rồi. Mình cứ cảm thấy vui ý. Trong lòng cứ bị vui. Vui ơi là vui, vui vui vui. Vui 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 quá đi. Yeah 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 yeah. Mụ phù thủy sống như quỷ đó, tiêu diệt được ta ư. Nằm mơ, làm mơ đi. Đồ ngu si. Đi vào nhà một tí. Thật là khoái chí. Mệt quá các bạn ơi. Tên Bê Quý Thành khốn khiếp, hắn đã đổ lava làm ta chết cháy. Bây giờ ta chỉ còn mỗi cái đầu lâu này thôi. Nhưng mà linh hồn của ta vẫn còn sống. Ta sẽ đợi ngày hồi sinh và tiêu diệt hắn. Tên Bê Quý Thành chắc hắn tưởng tiêu diệt được ta hả? Còn lâu nhá, ta vẫn sống. Chỉ cần linh hồn ta còn sống, ta sẽ có thể hồi sinh trở lại. Nhưng mà bây giờ ta chỉ còn mỗi cái đầu này thôi. Ôi ôi, nên bây giờ không thể làm gì được hắn. Bây giờ ta sẽ về gọi đệ tử của ta ra, giúp ta tiêu diệt tên Bê Quý Thành, trả thù cho ta. Hắn dám dùng lava đốt cháy ta, ui, làm ta cháy bỏng cả đít. Tên Bê Quý Thành, hắn biến ta bây giờ chỉ còn mỗi cái đầu thôi, mỗi cái đầu không hề ngầu. Đệ tử của ta đâu? Con đâu rồi? Dạ thưa sư phụ, con đây. Đây là đệ tử của mình các bạn ơi. Trời ơi, sao tay mày lại cho ra sau đít thế kia, lại gãi đít à? Lại ngồi nhiều mò cắn đít đúng không? Đấy, cái tay thuốc này để ra sau đít thôi. Thằng này trước này ngồi bệt, chắc là bị mò cắn đít rồi. Trời ơi, sư phụ ơi, sao sư phụ bây giờ còn mỗi cái đầu thế, chả càng ngầu gì cả. Thật là bực mình quá. Chính là tên Bê Quý Thành, hắn đã biến ta trở thành thế này.
Trời ơi, sư phụ có mỗi một cái đầu, nhìn con này, con còn có hẳn ba cái đầu, ngầu chưa? Ta biết ngươi ngầu rồi. Ngươi hãy, bây giờ hãy đi giúp ta tiêu diệt tên Bê Quý Thành trả thù cho ta. Ui, tên Bê Quý Thành là tên nào? Rồi mấy cái tên Bê Quý Thành con cũng tiêu diệt được hết. Sợ đếch gì sư phụ cứ để nó cho con, đập phát chết ngay, không thể nó không cần nó nhiều. Những thằng nào không biết điều con đập chết luôn. Ngươi đừng có mà to mồm, hắn là một người siêu vô địch lợi hại nổi tiếng ở trong Minecraft đấy. Ngươi cứ to mồm đi, có giỏi đi tiêu diệt nó trả thù cho ta đi, nhanh lên. Vâng, tuân lệnh sư phụ, sư phụ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương đi, để con đi tiêu diệt hắn báo thù cho sư phụ. Ừ, nhưng ngươi bãi bỏ cái tay ở mông ra suốt ngày cho cái tay ra mông thế nào vậy? À, cái mông của con bị mò cắn. Biết ngay mà các bạn, đấy, ngồi bệt vít xuống đất nhờ bị mò cắn mông. Rồi, ngươi đi tiêu diệt hắn cho ta, để ta vào hang dưỡng thương, để khôi phục lại hình dạng ban đầu của ta. Dạ vâng, thưa sư phụ. À, đây là một nơi giúp mình ẩn náu và tu luyện. Đến Bê Quý Thành, ngươi sẽ phải chết, ngươi sẽ bị đồ đệ của ta tiêu diệt. Ngươi dám đốt ta. Tên Bê Quý Thành là tên nào mà dám tiêu diệt sư phụ ta, biến sư phụ ta từ một người rất là xinh gái như một đứa biến thái mà bây giờ còn mỗi cái đầu lâu giống như ta vậy hả? Được rồi, bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt hắn báo thù cho sư phụ. À, tên Bê Quý Thành à, ta đã ngửi thấy mùi của ngươi trên mùi người sư phụ ta. À, đây chính là nhà tên Bê Quý Thành ư? Được rồi, tên Bê Quý Thành, có giỏi ngươi ra đây đi, ta sẽ giết chết ngươi, báo phù cho sư phụ phù thủy của ta. Yeah. Ôi, các bạn ơi, có ai vừa gọi mình bên ngoài sao đúng không các bạn? Cái gì mà trả thù, quần què gì mình có làm gì ai đâu mà trả thù. Ai đến trả thù mình ta? Sao trời hôm nay mù mịt thế các bạn? Cái gì kia? Cái gì đấy các bạn? Ui, các bạn ơi, con gì ấy nó đánh một phát mình gần chết luôn này các bạn này. Ấy, nó còn gầm gừ nữa chứ. Khoảng ba cái đầu luôn. Đấy, ui, con gì ấy các bạn ơi. Được, mình phải mặc bộ giáp vào. Con gì dám đến đây tính giết mình. Các bạn biết nó là con gì không? Sao tự nhiên nó xuất hiện ở đây? Nhưng mà mình không sợ. Mình là một chiến binh siêu anh hùng lợi hại cơ mà. Mình sẽ tiêu diệt nó các bạn ạ. Không sợ đâu. Người sẽ phải nếm mùi lợi hại của ta. Ui, chém người một cái cháy chưa này? Cháy chưa? Ủa, các bạn ơi, nó thật sự mạnh luôn. Nó đi đến đây một phát kìa. Các bạn nhìn kìa, trời âm u luôn. Âm lợi hại thế nhở? Ui dồi, sao tự nhiên xuất hiện con lợi hại này? Người chết đi. Ta sẽ giết chết người. Chiến binh Bê Quý Thành. Ta là chiến binh Bê Quý Thành siêu vô địch lợi hại nha. Ui các bạn ơi. Ui, trời, nó còn kiểu tư thế ngồi thiền cơ. Ui. No, tha cho ta. Ui các bạn. Ui, nó di chuyển nhanh cực luôn ấy. Nó không cần có chân chạy mà nó bay luôn. Người sẽ phải chết. Người sẽ phải chết. Ta sẽ sử dụng súng bắn chết người. Chết đi con trai. Tubi không tí hiệu. Người đừng tưởng ba chân mà ta sợ. Bộ giáp của ta rất là lợi hại nhá. Có khả năng nhảy cao đấy. Ý, bắt ta đi này. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Ui, đấy, các bạn thấy bộ giáp của mình là ai chưa? Đấy, bắt em đi. Bắt em đi. Để bắt đi. Quay lại bắn cho phát này. Trúng chân chưa? Ui, đồ anh bắt được em. Ui, khẩu súng chết rồi, khẩu súng lỗi thời rồi. Rồi, nó đâu rồi ta? Đâu rồi các bạn? À, nó sau nhà mình. À, trúng đầu chưa? Tao đây này. À, nó thấy rồi. Bắt ta đi,
Người đừng tưởng mỗi mình người bay được, tan có bộ giáp nhảy siêu cao luôn. Này, đuổi ta, đuổi ta. Ê, ạ, ạ, ạ. Súng âm, súng phóng âm. Chiu, chiu. Ha, ta đứng trên nóc nhà ta tiêu diệt ngươi luôn. Còn quái vật này. Ngươi tuổi gì? Tuổi gì sánh vai? Hả? Ngươi đừng tưởng ngươi có ba đầu ngươi ngầu. Xem ta chạy đây. Yo, chạy siêu nhanh, nhảy siêu cao. Ôi à, thế mà nó đấm vào mông mình phát kìa các bạn. Rồi chắc chả cần mình ra tay đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó biết thế nào là lợi hại. Mình sẽ thả ra một con bí quyết của mình. Mình vừa mới chế tạo ra một quả trứng. Đây các bạn. Mình sẽ thả ra một anh người sắt khổng lồ để tiêu diệt nó cho các bạn xem. Mình không cần phải ra tay luôn. Người chuẩn bị nếm mùi lợi hại đi. Người sắt khổng lồ, đập nó. Này người dám tấn công làng của ta này. Tấn công làng của ta này. Đập nó đi anh người sắt ơi. Thấy người sắt của ta lợi hại chưa? Siêu to khổng lồ chưa? À còn cố đánh ta. Ê ạ, người sắt ơi, bảo vệ em ơi. Bảo vệ chủ nhân đi chứ người sắt. Đúng rồi, đập chết nó đi. Đập nó, đập nó, đập nó. Đúng rồi, đánh nó bản lên trời. Người sắt ơi, sao đứng đừ đừ thế? Ui, người sắt to quá, nặng quá, đi chậm chậm các bạn ạ. Đúng rồi, đập nó đi. Đánh nó. Người này dám đánh ta này. Đánh, đúng rồi. Này thì dám đánh ta. Đánh ta này. Đánh này. Đấy. Người sắt đập chết luôn. Người. Người sắt ơi, nó đồng này cơ mà. Người sắt. Châu người sắt gù gù các bạn. Đập nó đi. Cái gì đây? Đúng rồi, đập nó. Anh người sắt ơi, đập nó đi. Ôi, tên kia sắp chết rồi các bạn. Này, thì dám tấn công ngôi làng của ta này. Ta thả người sắt của ta khổng lồ ra đánh chết ngươi luôn. Chứ không, ta không cần ra tay luôn. Đấy, mình không cần ra tay. Mình mà ra tay á, mình sử dụng khẩu súng này mình bắn là chết nó rồi các bạn ạ. Thì anh người sắt làm gì đấy các bạn? Trời ơi các bạn ơi, anh người sắt bị sao đây? Đi cứ lắc lắc. Cục xì lầu, anh lắc lắc à? Thôi anh người sắt ơi, anh đang quẩy ạ. Để em quẩy cùng anh nhá. Đứng hình mất 5 giây IQ. Anh người sắt bị hâm rồi các bạn ơi. Cứ đi quay quay quần quần ở đấy luôn. Mèo ơi, nhà của mày ở đâu mà mày đi ra đấy? Tí anh người sắt đập cho một phát lại chết bây giờ. Thôi mình phải cởi bộ quần áo giáp này ra thôi không các bạn. Đấy không mình cứ có khả năng chạy nhanh với nhảy cao này. Đấy. Đấy. Đây nhà của mày đây mà hả con mèo. Đi vào nhà đây, nhanh lên. Đi lăng nhăng linh tinh. Đây chỗ chơi à? Không thấy người ta tiêu diệt quái vật thì cũng cứ chạy theo. Con mèo bị ngủ các bạn. Anh người sắt làm sao đây? Anh ơi, anh gì ơi? Ôi và có lẽ hôm nay mình đã tiêu diệt được một con quái vật cực kỳ mạnh. Mà rõ ràng là mình tiêu diệt mụ phù thủy sao mà bọn quái vật nó cứ xuất hiện ở làng của mình nhỉ? Chả biết chuyện gì xảy ra. Ôi và có lẽ mình cũng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Bye bye. Còn bây giờ mình phải về nhà đi ngủ tiếp đây. Buồn ngủ quá. Đáng ngủ có thằng đến gọi báo thù. Báo thù? Hôm nay mình tiêu diệt mỗi mụ phù thủy thôi. Thế hắn có quan hệ gì với mụ phù thủy vậy ta? Thôi kệ nó đi. Dù sao mình cũng tiêu diệt nó rồi. Ôi, anh người sắt kìa. Anh người sắt khổng lồ mình tạo ra bây giờ cứ đứng kêu quẩy thôi. Rồi vào nhà ngủ đây. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Bye bye.